Hello mọi người, hôm nay là sáng trưa thứ bảy. Mọi người biết mình sắp sửa làm cái gì không? Trong giỏ sách của mọi người thường là có cái gì? Chắc là một cây son, một cái bình dầu thơm, một bình xịt dầu thơm. Thì trong giỏ sách của mình nó cũng có giống vậy, nhưng mà nó có thêm một cái bao tay nữa, có tập thêm bao tay. Tại vì mình thường hay học cách sử dụng đồ để sửa nhà. Thì bây giờ mấy em phụ nữ bây giờ thử coi mình đang làm gì ha. Đây là cái chiêu này nó xài, nó có công dụng của nó, xài được nhiều thứ lắm. Tại cái đầu mình để mình dặn, mình mở đủ thứ đồ nè. Hãy mình bấm vô như vậy á, bấm cái nút này vô á là mình dặn con ốc. Hãy mình từ đằng sau nó, mình đằng sau mình đẩy tới á, như vậy á là mình mở. Dạ, thường thì cái đầu này nè, cái đầu này là mình phải đổi hoài. Tùy theo công dụng nào mà mình muốn xài á thì mình đổi cái đầu này. Nhưng mà cái này là cái vấn đề của mình nè, mình không biết mở và mình cũng không biết đổi cái này. Cho nên mỗi lần mà ở nhà mình mà không có cái lưỡi này sẵn á, có nhiều khi có cái máy mà không có cái lưỡi sẵn thì mình không có làm gì được hết, tại vì mình không biết làm. Như vậy thì bữa nay mình đã học hỏi được và mình sẽ quay lại coi là mình đang tính làm cái chuyện gì ha. Đây nè, bây giờ á nó này đã dính vô đây rồi. Nhưng bây giờ nếu mình mở thì mình làm sao? Mình phải dặn cái này nè, dặn cho nó mở ra ha. Dặn cho tới cái này nó mở ra. Có thấy cái mũi tên đây nè. Mình dặn. Bây giờ nè, thấy không? Thấy mở ra rồi ha, mở rộng ra rồi. Dạ, mở rồi nè. Để mình lấy ra được rồi nè. Ủa sao mình nói là mở được mà chưa mở được? Thấy không, thấy khó không? Mình nói mà rất là khó mà mình mới học hỏi đây mà sao vậy? Sao bây giờ là không được? Coi chừng hư luôn cái máy á. Làm sao mình lấy cái lưỡi này ra hả? Cứng quá vậy, cứng thiệt á. Thực sự thì lần đầu tiên làm sao kỳ vậy ta. Dạ, sao vậy ta, cứng nhắc hả? Thiệt là cứng luôn. Ây da, cứ chạy đi hỏi thôi, phải xách cái máy đi hỏi thôi. Phải làm sao chứ, thấy mở ra bự rồi. Chịu thua bà con ơi, không được. Nó cứng nhát luôn, nó cứng thiệt là cứng. Làm sao ta, tức thiệt luôn á, rất là tức mình luôn á. Đâu rồi cái này hả? Không
đó. Tráng thiệt. Rõ rồi. Mình mới hỏi cái rột mà sao có là dê không được. Trời ơi. Không được. Cái gì ta? Đây đây đã có nhiều số. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cho tới số 21. Số 21 xong cái là chỗ này nó có hai cái dấu bằng. Đúng rồi. Chắc là cái dấu bằng ngang là đi ra đi vô, đúng rồi, phải không? Trời ơi, cũng không phải luôn. Chứ hai cái dấu bằng này là cái gì? Nè, dấu bằng. Dấu bằng gạch ngang á. Xong rồi mới có tới dấu đứng đây. Thì ta thử coi. Vô bó tay. Không được. Sao vậy? Chứ mà mở không có được. Thử nghiệm. Sao vậy? Trời ơi, trời ơi. Vậy thôi hả? Sao mình ôi, sao mình làm không nổi trời. Ok rồi, bắt đầu làm lại. Nhưng mà phải gạch ngang mới đúng không? Đi gần ngay rồi hả? Dạ được. Dạ hả? Không, cái kiểu mình thay cái lưỡi á, thay tới thay lui á, thay tới thay lui. Cái này nè, cầm lại cho nó. Vậy thôi hả? Ok, rồi. Còn cái này là không thành vấn đề á, cái gì vậy, số gì lum vậy? Số đó để dặn nhanh dặn chậm á. Hay dặn nhanh dặn chậm là cái lúc mà mình triêu hả? Ừ. Trời ơi, my god. Cái này á, cái số á là để cho mình lúc mà mình dùng cái máy á, cái tốc độ nhanh chậm. Trời ơi. Vậy đó ha. Ôi trời ơi, bây giờ ha, bắt đầu. Cái này. Bắt đầu làm lại. Là dặn cái này nè, dặn cho thiệt là làm mạnh vô thì nó ra. Nè. Làm lại. Nè, coi nè. Ồ. Đó, thấy không? Đó. Hả? Thấy không? Nè. Đó ra rồi nè. Bây giờ đi vô. Mình đại vô ha. Xong cái mình dặn lại nè, dặn từ chỗ này nè, thấy không? Dặn từ chỗ này nè. Ừ. Ha, chứ đại để đại ha, để đại vô ha. Để đại vô. Cứ dặn chỗ này. Nè ha, dặn chỗ này nè. Chỗ này ha. Cái khớp này. Nghe không? Nghe tiếng rẹt rẹt không? Đó, rẹt rẹt á, cứng rồi đó. Đó. Còn cái số này á là cái tốc độ nhanh chậm khi mà mình sử dụng máy. Đó, ví dụ bây giờ mình dặn lại. Ha, cái này ha. Dặn lại số vừa vừa thôi. Đó, đó này nè. Đó. Đó. Ha. Rồi, vậy thôi. Đó. Để mình lại thử lần nữa đi ha, thử lần nữa. Hiểu rồi, thông suốt rồi. Đó. Thì bắt đầu ra hình nè, lấy ra. Đó. Xong, để giờ. Bắt đầu dặn lại. Trời, có giúp ích gì cho mấy chị, mấy em nhà mình không? Hử? Để đi ha, thì là vì sao mình có thể sử dụng được cái này để mình sửa một chút đỉnh đồ trong nhà của mình mà mình còn không cần phải kêu ai, không cần phải khó chịu bực bội trong lòng khi mà mình làm hoài làm bụi không được. Khi mình làm bất cứ một chuyện gì mà mình có thể tự làm được thì mình sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều. Ok, bye bye. Video của mình tới đây cũng dài rồi. Bye bye.